chùm bao lớn tên khác đại phong tử lọ nồi bộ phận dùng hạt đến mùa quả chín tháng tám đến tháng 11 một hái quả về đập vỏ và sắt bỏ lớp cơm bao quanh để lấy hạt rửa sạch phơi khô dầu hạt có thể lấy bằng cách ép hoặc chiết bằng dung môi dầu hạt thường được gọi là dầu đại phong tử tác dụng dược lý dầu hạt chùm bao lớn và các dẫn chất từ dầu có tác dụng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn chịu axit như vi khuẩn lao và vi khuẩn hủi. Dầu hạt chùm bao lớn dùng riêng hoặc phối hợp với đáp xôn trên chuột nhắt trắng đã được gây nhiễm vi khuẩn hủi, tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Thành phần chủ yếu để điều trị bệnh hủi có trong dầu hạt chùm bao lớn là các axit hydrocarbic, axit chromoorganic, axit gallic. Ngoài các axit kể trên, axit aleprestic cũng có, tác dụng đối với vi khuẩn hủi nhưng có độ độc lớn nên hiện nay không dùng. Các dẫn chất của dầu thường có tác dụng mạnh hơn. Muối natri của axit chromoorganic và của axit hydrocarbic có tác dụng kháng vi khuẩn lao ở nồng độ 1 100 000 Dầu hạt chùm bao lớn có tác dụng gây kích thích, dùng bằng đường uống gây nôn mửa, dùng tiêm bắp thịt hoặc dưới da gây đau dữ dội có khi gây hoại tử. Còn etin este của axit chalmoogric thì tác dụng gây kích thích nhẹ hơn nhiều, dễ dung nạp hơn. Muối natri của axit chalmoogric cũng ít gây kích thích nên được dùng trong điều trị hủi. Về cơ chế tác dụng kháng khuẩn chịu axit của thuốc thì chưa thống nhất. Có tác giả cho rằng đây là một tác dụng gián tiếp do lượng bạch cầu tăng, nhưng có tác giả lại cho rằng các axit chromoorganic và hydrocarbic là những axit không no nên có thể cho những hợp chất cộng và muối natri của chúng tham gia vào việc tạo thành vỏ bọc của vi trùng và mang theo một nhóm chứa độc đối với tế bào của vi trùng. Dầu hạt chuồng bao lớn trong khi bảo quản thường có mùi và gây kích thích mạnh khi tiêm. Thêm creosote 0,1 đến 0,2% hoặc hydroquinone thì ức chế được quá trình oxy hóa của dầu và đảm bảo chất lượng trong khi bảo quản. Các etin este của axit béo có trong dầu ít bị phân hủy khi được đóng kín trong các thùng đựng, nhưng khi gặp không khí thì nhanh chóng chuyển thành peroxit. Dịch chiết nước từ hạt chùm bao lớn trên ống nghiệp có tác dụng ức chế một số nấm gây bệnh ngoài da. Tính vị công năng Chùm bao lớn có vị cay, tính nóng, có độc vào các kinh, can, tỳ thận, có tác dụng khư phong, trừ thấp, công độc, sát trùng. Công dụng Trước đây hạt chùm bao lớn được dùng để chữa hủi, sau đó dầu hạt. Gần đây người ta cho rằng những dẫn chất của axit béo của dầu hạt có tác dụng điều trị tốt hơn. Dầu hạt chùm bao lớn được uống dưới dạng giọt đã nhũ hóa trong một ít sữa hay cho vào nang. Bắt đầu dùng từ 10 giọt, sau tăng dần lên đến 100 đến 200 giọt, có khi tới 300 giọt trên ngày như vậy cơ thể bệnh nhân sẽ quen dần với thuốc và dung nạp tốt hơn. Dạng muối hydrocapat natri được dùng để tiêm, dạng etin este các axit béo có trong dầu hạt để uống dưới dạng viên nang với liều 0,3-0,6g trên ngày, hoặc dùng để tiêm bắp thịt hay dưới da với liều 0,5-2g trên ngày. Trong y học dân gian, hạt chùm bao lớn được dùng với những vị thuốc khác để chữa một số bệnh ngoài da người ta còn thí nghiệm dùng hạt chùm bao lớn để điều trị lao, đau mắt hột, bại liệt. Ở Thái Lan, hạt chùm hoa lớn là thuốc diệt run rán. Chú ý, dầu hạt chùm bao lớn và các dẫn chất của nó đều có độc. Bệnh nhân sau khi dùng thuốc có thể đau đầu, choáng váng, phát sốt, mất ngủ, chán ăn, toàn thân khó chịu. Do đó, trong điều trị bệnh hủi, chúng dần dần bị thay thế bởi các thuốc sunfone có hiệu quả và ít độc hơn bài thuốc có chùm bao lớn một chữa ghẻ lở loét do giang mai hạt chùm bao lớn thiêu tồn tính 10 g khinh phấn 0,5 g dã nhỏ hạt chùm bao lớn với khinh phấn rồi thêm dầu vừng làm thành thuốc mỡ để bôi 2. chữa lở loét do hủi hạt chùm bao lớn 20 g khổ sâm 120 g tán thành bột thêm rượu rồi trộn với hồ làm viên bằng hạt đậu xanh mỗi lần uống 8 g ngày 2 lần 3. Chữa trứng mũi đỏ Nhân hạt chùm bao lớn 30g Mộc miết tử 10g khinh phấn 1,5g Tất cả tán thành bột mịn Mỗi buổi tối pha bột vào nước đun sôi để nguội mà bôi Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam Chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng Hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Nếu video này hữu ích hãy like và chia sẻ nó lên facebook zalo cho nhiều người cùng biết để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác